80 hộp. Trang trại Thanh Xuân xuất ghế cho khách hàng liên tục trong trong ngày. Đây này, tủ này cũng vơi hết rồi này. Hàng côn trùng thì chạy gắt hàng vào vụ bia mùa hè này, ngày nào trang trại Thanh Xuân cũng bán ít nhất là vài tạ dế. Có rất nhiều khách bán buôn đến chở cả ô tô đến để chở hàng tạ dế về để bán. Mà rất nhiều khách không được quay video bởi vì là họ ấy cũng không muốn là biết được các cái tổng kho như trang trại Thanh Xuân như thế nào. Và đây các thùng trang trại Thanh Xuân để đóng hàng. Đây, các thùng xốp. Các thùng xốp hàng chục vài chục cân xếp. Hàng ngày thì lượng dế thu hoạch của bà con, dế sống chúng tôi sẽ sơ chế và cấp đông. Rồi luân chuyển trong theo ngày cho bà con liên tục. Mười hai hộp là một hàng. Được mấy hơn mấy hộp à, mấy hàng rồi? Bốn hàng. Đây là hàng thứ năm nữa. 1, 2, 3, 4. 5 hàng là 60 hộp. Em cứ để nguyên cái thùng như thế này nhá. Để nguyên thùng này không phải cắt ra nữa nhá. Để về em mà đựng cho nó nhiều. Ví dụ lần sau em lấy lên là khoảng 5-60 cân thì vẫn để xếp thoải mái. 5 hàng rồi đúng không em nhỉ? Vâng, 5 hàng. 5 hàng rồi, bây giờ 5 hàng là 60 hộp. 50 hộp. Ờ. Đây quay này. Hả? Cái gì em? Trong đây được hơn 60 cân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 11, 12, 13 14, 15 18, 19, 20, đủ nhá em nhá. Đâu em? Hả? Cái gì? À không, cái không phải. Có sao đâu. Nước hay là cái gì đấy không. Đùi ni lông thôi, không có gì cả. Không ra ở đây dế đây đóng là không bao giờ có đọng nước. Đọng nước thì nó sẽ đen á. Đọng nước nó sẽ đen dế. Đây là thịt con dế luôn này. Đấy với cả túi ni lông. Không đọng gì, nếu mà đọng nước là hỏng dế chua dế ngay. Khách hàng. Đúng có nói rồi đúng không? Có cần về bỏ cái nắp của chị đi không? Cái nắp của chị nó có số điện thoại, có cần lấy cái nắp này. Em bỏ cái nắp kia ra. Có
Không rồi nó có số điện thoại anh ấy về anh đi giao nó này. Họ anh ấy. Đấy. Bây giờ quả khênh khênh kéo ra, em kéo hộ chị đi. Rồi, ok. Cắt nhé.